Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay cái cảnh mà cử ngẩn tỉa miếng tầm cho các bạn xem nhé. Và hiện tại thì đang tỉa miếng tầm hương nha mọi người. Và mình quay cho mọi người xem là tỉa cái cách tỉa như thế này đây. Đấy đấy, tỉa mà thấy cái dâm trắng ra thì nó đen đen chấm chấm chấm, đó là tầm hương nha. Đấy. Như vậy là làm khác. Sau một hồi thì tỉa thì cũng ra được hai miếng sản phẩm nha mọi người. Đây nhá, đây là sản phẩm đã làm xong nhá. Đấy, đây là miếng tầm hương tự nhiên nha, cực kỳ thơm nha mọi người. Đấy, nó hình thù của cái cây tầm hương như thế này đây, tầm hương tự nhiên đây, kiến ăn đấy mọi người, nên nó ra cái mẫu như thế này đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha.